Rồi chào các em nha, thì tiếp tục hôm nay thì hướng dẫn các bạn đó là phần công thức mạng cho mình tập tăng cường nha. Hôm trước thì mình đã giải được tới đề 4 rồi, bây giờ các bạn qua đề 5. Đề 5 thì bài này có hai ý nha. Thứ nhất là số lượt bán và thứ hai là tổng thành tiền thì bằng sum. Đó, một nhân điều kiện AKE có được bằng cách bạn dùng LS nha. LS công thức thường thì bạn trồng một ô, mảng thì bạn quét một cột, một ký tự ghép nối ship 7 ha. Right. KE là hai ký tự bên phải, các bạn dùng right hai ký tự bên phải, cái vùng các bạn là từ B2 đến B13. Đó, lấy hai ký tự thì bạn ra được cái chuỗi mới đó là AKE. Nó bằng bằng cái gì? Bằng cái chuỗi AKE đây. Rồi khóa dòng để công thức đi qua tay phải ha. Chọn cho sếp nhấn enter. Đó, đây là đề 5. Rồi, đó là ý thứ nhất. Bây giờ ý thứ hai của đề 5. Đó, thì các bạn sẽ đổi bằng cái à, một nhân bạn sẽ đổi thành vùng tính tổng nha. Đó, thành tiền, quét cột thành tiền. Còn lại nó y chang. Đó, tức là ở đây các bạn gì đây? Let cái vùng tính tổng ha. Đó đây. Rồi nhân cho gì? Nhân cái led này. Rồi và rồi. Control shift enter nha. Rồi trong trường hợp này thì mở rộng thêm cho bạn chút xíu, thay vì cột thành tiền này người ta tính bằng hàng này nhân nhau, rồi bây giờ thầy sẽ yêu cầu bạn tính một cái cột thành tiền nữa. Đó, thầy ghi đây là cái gì à, cái cột này là ghi nó là giảm giá đi, cột giảm giá được chưa, và yêu cầu bạn sử dụng công thức mãn được chưa. Các bạn lưu ý nha, bài này yêu cầu bạn sử dụng công thức mãn nha. Đó được chưa, sử dụng công thức mãn tính giảm giá, biết rằng biết rằng là gì đây, cái mã hàng là tên hàng là sữa thì được giảm giá 10%. Đó là gì đây? Nếu tên hàng là sữa thì giảm giá 15% thành tiền. Đó, giảm giá 15% thành tiền. Với thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Được chưa? Với thành tiền là số lượng nhân đơn giá và yêu cầu bạn sử dụng công thức mãn ở đây. Rồi. Thì khi đó bạn nhớ giùm thầy quét tròn hết cái cột này, hết cột giảm giá. Rồi, sau đó ở trên đây nè. Đó cái cột này nè. Đó bạn đánh dấu bằng sum. Đó bằng gì đây? Không có sum, này không có tính tổng. Đó mà cái gì? Bằng cái cột đơn giá F4 nhân cái cột số lượng F4 nhân if nếu cái tên hàng nó bằng sữa thì giảm 15%, ngược lại là không. Nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl Shift Enter. Đó. Thì đây bạn thấy nè, cái nào sữa nè, nó có đáp án các bạn nè. Đó. Đúng không? Cái nào sửa là có đáp án, còn lại là không. Được chưa? Và lưu ý nha, viết công thức phải viết nó phải quét hết, bạn quét viết một lần nha. Nhớ nha. Đó, bạn muốn sửa công thức hay gì đó, bạn phải quét hết để bạn mới viết công thức được. Bạn nhớ nha. Đó, chứ không phải muốn viết sao viết. Lưu ý nha, đây là phần mở rộng của công thức mãn nha, khi tính hàm ít nha. Đó. Rồi. Đề 6. Đề 6 này bằng tính một ô thôi. Bằng sum. Bài này tính doanh thu. Quét cột thành tiền. F4 nha. Tháng thì các bạn dùng hàm mình.
quét cái cột tháng từ B3 đến B9 bằng C14 khóa cột, công thức đi xuống, nhân điều kiện thứ hai XYZ mặt hàng, quét cột mặt hàng F4 bằng chữ X khóa dòng, công thức đi qua tay phải, Ctrl Shift Enter, kéo qua và kéo xuống. Nó chứ không phải ngồi đó bằng tính từng từng không. Rồi. Và cái câu cuối cùng là đề 7, đây là một câu khó. Là câu khó. Để đây thầy chỉ tính cái chỗ tháng 9 thôi. Còn chỗ tháng 10 rồi tổng doanh thu các bạn tự tính giùm thầy nha. Rồi. Thì công thức này nữa các bạn sẽ dùng một hàm mới sum. Bài này yêu cầu tổng số lượng, các bạn quét cột số lượng. F4. Nhân hai điều kiện mở hai ngoặc. Đường kèo sữa dở, thầy làm đường kèo sữa trước. Đó, quét từ C2 đến C13 bằng ô đường. F4. Khóa cột, công thức đi xuống. Điều kiện thứ hai. Loại 1, loại 2 và tháng 9. Bây giờ tháng 9 nó dở, thầy làm tháng 9 trước. Tháng 0. Đó, ghép nối man. Quét cột tháng. F4. Thì bạn sẽ ra bằng là tháng 09. Nhớ người ta viết liền thì bạn không được viết cách ra. Nhân. Điều kiện thứ ba loại 1, loại 2. Loại 1, loại 2 này các bạn là dò tìm. Và mình không dùng H, cũng không dùng V và cũng không dùng index. Mà dùng hàm đó là hàm lookup. Hàm này các bạn sử dụng công thức ở phía dưới giùm thầy. Có hai đối số. Thứ nhất là trị dò. Trị dò ABC. Let. Công thức thường một ô. Đây là mảng của các thằng cột. Lấy một ký từ. Trị dò xong quét bảng dò. F4. Bằng. Cái ô loại 1 này. Khóa dòng, công thức đi tay phải. Ctrl Shift Enter. Thì bạn kéo được qua tới loại 2. Và bạn kéo xuống. Được chưa? Rồi tháng 10 thì bạn sửa điều kiện lại. Nó đây. Tháng 10 thì bạn sửa thành tháng. Ghép nối dưới này. Nha, tháng ghép nối dưới nó. Được chưa? Ctrl Shift Enter. Nó loại 1, loại 2. Kéo. Rồi nó bị sai gì đây? Sum. Được chưa? Sum. Rồi. Cái cột đường kẹo sữa rồi. Đó, tháng tháng này đổi thành tháng 10 ha. Ctrl Shift Enter. Nó. Được chưa? Đổi thôi. Rồi tổng thu thì cũng tương tự như vậy. Nha, đây là đề 7 nha. Này để thầy tô màu mấy cái này để các bạn dễ nhìn ha. Nó đây đề 7. Rồi, đây đề 5 nè. Chú ý đề 5 có cái phần mở rộng nha. Có phần mở rộng nha. Rồi, đề 6, đề 7, đề 7 các bạn tương tự vậy bạn làm giùm thầy á là tháng 10 và tháng và tổng cộng giùm thầy luôn nha. Rồi các bạn thao tác lại giùm thầy phần công thức mảng trong bài tập tăng cường. Rồi bây giờ tiếp tục thầy hướng dẫn các bạn lệnh data table nha. Lệnh data table trong bài tập tăng cường. Lệnh data table trong bài tập tăng cường. Ở đây các bạn có tổng cộng là 5 đề ha, 5 đề. Đề thứ nhất nè, để đây thầy viết công thức mạng, thầy viết trực tiếp ở đây luôn nha. Bằng sum. Sum bài này yêu cầu thống kê, người ta không nói là thống kê gì. Đôi bài này yêu cầu thống kê thành tiền, quét cột thành tiền. Từ G2 đến G13. Nhân hai điều kiện hai ngoặc. Hai điều kiện hai ngoặc. Điều kiện thứ nhất các bạn là CK. CK. Hoặc là bạn dùng các gạch đá xi măng cũng được, thầy dễ sợ thì dùng các gạch đá xi măng trước. Rồi bằng câu này. Đó, thì ở đây các bạn chú ý các bạn khóa cọ, khóa ô nha, các bạn khóa ô dùng này nha. Các bạn nhân tiếp điều kiện thứ hai, cái R2 các bạn là CK. CK các bạn là ký tự bên trái nha. Đó, xin lỗi, CK các bạn là ký tự bên phải nha. CK các bạn là ký tự bên phải nha, các bạn dùng right nha. CK các bạn ký tự bên phải, các bạn dùng right. Quét cột ha. F4 một ký tự. Rồi, nó bằng gì đây? Bằng ô này nha. Rồi. Khóa ô. Ctrl Shift Enter. Rồi. Đây là công thức mảng nha. Đó. Chút xíu mình chạy lên thôi. Đề 1. Rồi sau đó quét chọn data, what is data table. Dòng nằm bên trên, cột nằm tay trái. Nó ok là xong ha.
Tương tự đề số 2, đề số 2 này chú ý nè, nó bị gộp ô nha, gộp ô, các bạn bỏ gộp ô giùm này. Rồi, viết công thức ở ngay đây nha. Bằng sum. Bài này điểm 1 nha. Đó, tỉnh để dễ thì làm nơi sinh trước. F4 bằng cái ô này. Rồi, điều kiện thứ hai các bạn đó là gì? Nó là nó bị khuất đây, như nó là đây, để coi này là gì đây các bạn, nam nữ ha. Nam nữ, được chưa? Nó thì bạn quét cái cột phái ha, nam nữ nè. F4 bằng cái ô này các bạn, nó là ô K8 nha. K8. Rồi. K8 sau đó bạn khóa ô nè. Rồi bạn ở đây rất nhiều bạn sẽ bị sai nha, ở đây rất nhiều bạn sẽ bị sai là bạn thiếu một cái điều kiện đó ở lớp KT. Nó rất nhiều bạn sẽ bị sai như chỗ này. Đó, các bạn lưu ý giùm thầy nha, ở đây còn một điều kiện nữa ở lớp KT nha. Rất nhiều bạn sai như chỗ này nha. Bằng lớp KT. Đó, các bạn không để ý các bạn sẽ bị thiếu điều kiện. Rồi, đây, ô này ô K8. Rồi, đây các bạn thấy rõ ràng nè. Nó sum một nha, điều kiện thứ nhất các bạn nó là gì? Là nơi sinh, điều kiện thứ hai các bạn là nam nữ và thứ ba các bạn là lớp KT. Các bạn chú ý nha, đề 2. Rồi sau khi đó bạn chạy lên nha, quét chọn data, what is data table, dòng nằm bên trái, cột nằm bên dòng nằm bên trên, cột nằm bên tay trái ha. Ok. Rồi đề số 3, đề số 3 cũng bị gập ô kẹo sổ nha. Thì chỗ này thầy viết công thức thôi, hồi chạy lên nha, các bạn tự chạy lên giùm thầy nha. Rồi bằng sum. Và này yêu cầu bạn tổng kê số lượng, quét cột số lượng. F4 nhân kẹo sữa dễ thì làm kẹo sữa chứ. F4 bằng F24. Rồi điều kiện thứ hai, các bạn nó loại 1, loại 2, loại 3, các bạn dùng hàm đó, hàm lookup. Đó, loại 1, loại 2, loại 3, let quét cái cột này. F4 một ký tự. Trị dò xong quét bảng dò. F4 bằng cái ô này, khóa ô, control shift enter, quét chọn data, what is data table, dòng nằm bên trên, cột nằm tay trái. Ok, nó chú ý đây là dùng hàm lookup nha, lookup nha, không phải h cũng không phải v. Đề 3. Đề 4. Đề 4 thì ở đây các bạn làm được tới cái này bị gập ô nè. Đó, và bạn làm được tới cái này thôi. Còn bên đây bạn phải tính lại cái khác nha. Rồi, bằng sum. Nhớ xử lý gập ô nha. Bạn yêu cầu doanh thu, quét thành tiền. F4 nhân A1, A2, LED 2 ký tự. Rồi bằng, ở đây các bạn nè, ở đây là chọn OG 13 nha. Rồi G 13 giùm thầy nha, F4. Rồi nhân tháng 1, tháng 2, tháng 3, month. Rồi chỗ này có một cái lạ hơn so với bình thường các bạn nè. Đó, các bạn quan sát nè. Control Shift Enter. Rồi tại sao ở đây thầy chọn ô G13? Đó, bình thường thầy yêu cầu bạn chọn là ô này, ô F13. Nhưng mà cái này do F13 nó dướng cái bảng, được chưa? Nên thầy chọn ở ngoài bình thường nha. Và tại sao thì lại chọn, thầy thường nói các bạn nên chọn liền kề, tại vì tránh trường hợp bạn nhớ lộn á, nhớ lộn vị trí á. Nên thật ra cái ô đó chỉ ô đại diện thôi, bạn chọn ở đâu cũng được hết á. Nhưng mà bạn phải nhớ cái lệnh, nhớ cái vị trí cho đúng để bạn chọn khi họ chạy lệnh. Đó là lý do tại sao ở đây thầy yêu cầu chọn liền kề. Thầy chọn liền kề các bạn sẽ ít bị lộn. Rồi quét chọn data, what is data table, dòng, cột. Còn này bạn tính lại bằng mảng thôi. Đây là câu 4. Và cuối cùng là câu 5. Ở đề 5. Đề 5 thì này nó đơn giản ha.
Bảng tổng hợp tiền lương sum lương nè. Vậy muốn làm được lương này á, thì mình phải làm được mấy cái này đó, tức là trước khi làm tiền lương mình phải làm cái gì? Tính lương. Lương thì bằng gì đây? Đơn giá nhân cho số lượng nha, index cùng kết quả F4 dòng mát mát máy bay công đoàn vùng chứa F4 không cột một cột nhân cho số lượng nó, tức là mình phải tính được cái lương này đã. Đây lương nó thì bằng cái index các bạn thôi, cái vùng kết quả nè, nó từ M3 đến M5, dòng thì mát nè, nó B2 vùng chứa đến L3 đến L5 cái giờ không cột một cột đến số 1, sau đó nhân với cái số lượng sản xuất. Rồi để thầy thu nó lại chút xíu nha. Rồi đề 1, đề 2 nè. Đó, bây giờ thầy tô màu cho các bạn dễ nhìn ha. Đề 3, đề 4. Rồi, đề 5. Rồi bây giờ cái ý thứ hai là cái net nè. Cái sum nè. Vùng tính tổng và cái cục lương nè các bạn. F4 nhân hai điều kiện. Tổ 1, tổ 2. F4 bằng cái ô này. Điều kiện thứ hai các bạn là công đoạn với cái công đoạn F4 bằng G19 F4 Ctrl Shift Enter nó. Sau đó quét chọn data qua Data Table dòng nằm bên trên cột tay trái. Ok nó. Thì chủ yếu ở đây các bạn là viết được công thức thôi, viết công thức là chạy lệnh thôi chứ không có gì khó khăn lắm. Rồi các bạn viết cẩn thận giùm thầy 5 đời trong lệnh data table bài tập tăng cường. Mời các bạn sửa. Rồi chào mấy em nha, tiếp tục thầy hướng dẫn các bạn đó là nhóm hàm tài chính nha. Nhóm hàm tài chính thì nó chia làm hai nhóm hàm nha. Rồi các bạn vô phần buổi 3. Buổi 3. Cái file hàm tài chính. Nó hàm tài chính thì nó chia làm hai nhóm hàm. Nhóm hàm thứ nhất á, nhóm hàm khấu hao tài sản. Nhóm hàm khấu hao tài sản nha. Đó, khấu hao tài sản thì nó có ba hàm cơ bản. DSLN, DB và DDB. Nó có ba nhóm hàm, có ba hàm cơ bản nha. DB, DDB. Đó, SLN là khấu hao điều. Rồi, DB là khấu hao theo phương pháp giảm cân đối. Và DDB nó là khấu hao theo phương pháp giảm cân đối kép nha, kép. Rồi thì các bạn chú ý là nhóm hàm khấu hao tài sản thì có ba hàm cơ bản, đó là SLN là khấu hao điều, DB là khấu hao giảm cân đối và DDB là giảm cân đối kép. Rồi ở đây SLN thì bạn quan sát đây, khấu hao điều đó, SLN. Rồi cost là nguyên giá, bài này người ta cho là 250 triệu, thanh lý 15 triệu, thời gian khấu hao 10 năm. Tại đề bài người ta cho như vậy nha. Đây rồi, lũy kế. Lũy kế có nghĩa là cộng dồn. Năm thứ nhất chính bằng năm thứ nhất, năm thứ hai bằng năm thứ hai cộng với năm thứ nhất nha. Lũy kế là cộng dồn nha. Rồi giá trị còn lại bằng 250 triệu trừ lũy kế.
Rồi. Thứ hai nó là DB, khấu hao đều. Xong rồi là SLN là khấu hao đều nha. Giảm cân đối các bạn là DB. Thì đối với hàm này nó thì các bạn thấy nè, cost nguyên giá 250 triệu đề bài cho. Thanh lý 15 triệu. Kỳ tính khấu hao nó phụ thuộc vào từng năm ha. Đó. Slide là thời gian khấu hao là 10 năm đời cho. Kỳ tính khấu hao phụ thuộc vào từng năm. Kỳ tính khấu hao phụ thuộc vào từng năm nha. Và cái gì số tháng khấu hao nội tây nếu không nói gì mặc định là 12. Đó nha. Đó, đối số thứ nhất này là nguyên giá nè, giá trị thanh lý, thời gian khấu hao, kỳ tính khấu hao và hệ số tháng khấu hao năm đầu tiên. Và nếu người ta không nói gì thì mặc định 12. Nhưng mà nếu người ta nói các bạn đó là cái sản phẩm bạn mua vào tháng 8 thì số tháng khấu hao đầu tiên ở đây các bạn điền là 4 nha, tức là số tháng mà sử dụng tài sản, số tháng sử dụng tài sản trong cái năm đầu tiên. Lũy kế là cộng dồn năm thứ nhất bằng năm thứ nhất, năm thứ hai bằng năm nhất cộng với năm hai. Nó lũy kế là cộng dồn nha. Rồi. Giá trị còn lại bằng 250 triệu trừ lũy kế. Rồi, khấu hao giảm cân đối kép DDB. Giảm cân đối kép là DDB. Nguyên giá 250 triệu. Thanh lý 15 triệu. Thời gian khấu hao 10 năm, kỳ tính khấu hao phụ thuộc từng năm, hệ số tính khấu hao 2,5 đề bài người ta cho. Đây hệ số là 2,5 nè. Lũy kế năm thứ nhất bằng năm thứ nhất, năm thứ hai bằng năm nhất cộng năm hai. Giá trị còn lại bằng 250 triệu. Trừ lũy kế. Nhớ người ta có yêu cầu kết luận thì bạn nhớ cái hàm đó, hàm tài chính thì nhớ kết luận nha. Ví dụ bạn ra kết quả thì bao nhiêu thì bạn nhớ đọc kết quả. Còn này do này chạy từ trên xuống á nên mình không có kết luận được từng cái được chưa. Còn đối với đề bài người ta cho có một ý á, thì bạn nhớ kết luận giùm thầy nha. Rồi các bạn ghi chú giùm thầy cái phần này vô giùm thầy nha, bạn ghi chú cẩn thận vô giùm thầy. Rồi tiếp theo á, là nhóm hàm khấu hao tài sản nha. Nhóm hàm khấu hao tài sản thì ở đây thầy sẽ viết một số từ khóa nha. Đó, nhóm hàng khấu hao tài sản nha. Nhóm hàm BMT chứ. Hồi nãy là nhóm hàng khấu hao tài sản đó là có 3 hàm SLN, DB và DDB. Và bây giờ nhóm hàm BMT thì nó có một số hàm như sau. Thứ nhất là hàm BMT, cái từ khóa nó là gì? Tính số tiền phải trả. Nó sẽ bao gồm lãi vốn và lãi ở mỗi tháng, hoặc là kỳ, số tiền phải trả mỗi tháng mỗi kỳ, và số tiền này bao gồm lãi và vốn. IBMT là số tiền lãi trả mỗi tháng hoặc là kỳ. BBMT là số tiền vốn phải trả mỗi tháng hoặc là kỳ. RATE lãi suất vay mượn trả góp đầu tư
Vâng. Tính theo tháng. Rồi. BV. Số tiền hiện tại có tiền vay, tiền mượn, tiền nợ, tiền đầu tư. Vâng. Cái này số tiền BV là hiện tại nha. FV là tương lai sẽ có hoặc là trả hết nợ. NBER tổng số kỳ tháng trả nợ, gửi, đầu tư, góp, vân vân. BER kỳ thanh toán hoặc là trả nợ thứ bao nhiêu. TIBE là thời điểm trả nợ, góp, vân vân. Nó vẫn hai thời điểm. Số 0 là cuối tháng, cuối kỳ. Số 1 số 1 là đầu tháng hoặc là kỳ. Và nếu người ta không nói gì, mặc định cuối tháng đó, nhóm hàm BMT thì bạn lưu ý giùm thầy cái này nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hàm, lưu ý ghi thật kỹ vô giùm thầy. Nhớ đây là những từ khóa để bạn biết để áp dụng nhóm hàm BMT nha. Đây là những cái từ khóa để bạn biết để bạn áp dụng. Rồi ghi cẩn thận, thật sự rất cẩn thận cho dùm thầy chỗ này. Rất cẩn thận cho dùm thầy nha. Rồi bây giờ các bạn quan sát nè, bây giờ ráp vô cái hàm nè. Thì ở bên đây là cái file hàm tài chính trong buổi 3 nha. Thì bài này nè, đây. Người ta cho bạn vay là 10.000 đô, lãi suất là 8% một năm và thời gian đáo hạn nó là 10 tháng. Vậy hỏi mỗi tháng trả bao nhiêu? Thì ở đây các bạn dùng hàm là BMT. Lãi suất ở đây là 8% nhưng mà thầy ghi là chia cho 12, tại vì nó tính theo tháng nha, 8% một năm nên chia cho 12. Rồi NBER, đây NBER này là tổng số kỳ thanh toán. Tổng số kỳ thanh toán các bạn là 10 tháng. Rồi BV là số tiền hiện tại bạn có, bạn vay, bạn mượn, bạn nợ 10.000 đô. Rồi FV là tương lai bạn có hoặc là trả hết nợ, thời điểm thanh toán nếu nó là gì đây? Một là đầu kỳ và không là cuối kỳ, và không nói gì, mặc định là cuối kỳ. Rồi, và khi bạn dùng hàm tài chính á, hàm tài chính thì bạn nhớ dùng thêm hàm tuyệt đối ABS giùm thầy để chuyển nó thành số dương. Vậy là xong. Nhớ là dùng hàm tuyệt đối nha, IBS để chuyển thành số dương giùm thầy nha. Nhớ là hàm dùng hàm tuyệt đối để chuyển thành số dương. Rồi. Tương tự vậy, cái dưới này cũng vậy. Bằng IBS để chuyển thành tuyệt đối số dương. Rồi, lãi suất là 1,2% một năm nên chia 12. Tổng kỳ thanh toán 96 tháng. Rồi, số tiền hiện tại bằng vay, bằng mượn, bằng nợ 120 triệu. Tương lai hết nợ, thời điểm thanh toán 0. Rồi nhớ kết luận mỗi tháng trả nhiêu tiền nha. Nhớ kết luận giùm thầy nha. Nhớ kết luận. Rồi. Ý thứ ba nè. Bằng ABS để thành BMT. Rồi. Lãi suất là 12% chia 12. Tổng kỳ thanh toán 9 tháng. BV là 20 triệu. FV 0. Rồi điểm thanh toán 0. Đó. Rồi. Rồi nhớ kết luận. Rồi qua này, giả sử bạn vay 20 triệu, lãi suất là 1% một tháng, một người vay trả số tiền không đổi cuối tháng đó,
trong 9 tháng, vậy mỗi tháng trả nhiêu? Nào. Bằng ABS BMT. Lãi suất ở đây các bạn thấy là người ta cho là 1% một tháng ha. Nên 0,12 tổng cái thanh toán các bạn 9 tháng. BV là số tiền hiện tại bạn vay bằng nguồn nợ 20 triệu. Hết nợ. Và này người ta nói gì đây? Trả vào đầu tháng hay cuối tháng đây? Không nói ha. À cuối tháng nè, người ta nói rõ là cuối tháng nè đây. Người ta rõ cuối tháng nha, nên là số 0 nha. Đầu tháng là số 1 và cuối tháng là số 0. Rồi. Câu dưới này, bạn kế hoạch tiết kiệm hàng tháng tiền gửi vào đầu tháng để có 8 triệu sau 18 tháng, bạn mỗi tháng tiết kiệm bao nhiêu? Số tiền đầu tư bạn gửi bằng nợ gì đó. ABS ha. BMT, lãi suất ở đây là 0,75% một tháng. 0,75% một tháng. Tổng cái thanh toán các bạn là gì đây? 18 tháng. Rồi BV là 0, FV các bạn là 8 triệu. Thời điểm thanh toán đầu tháng là số 1 nha, đầu tháng là số 1. Nha, cuối tháng là số 0, đầu tháng là số 1 đây. Lãi suất người ta cho là 0,75% nè. Đó, tổng cái thanh toán các bạn là 18 tháng nè. Rồi BV hiện tại bạn có bằng vay bằng 10 bằng nợ là 0 nè. Tương lai các bạn trả hết nợ 8 triệu nè. Gửi đầu tháng là nó là số 0 nha. Ở đầu tháng là số 1, cuối tháng là số 0 nha các bạn. Đó, thì bạn đã, bây giờ bạn phải ráp hàm vô thôi. Rồi, các bạn sửa vô dùm thầy nha. Và nhớ tất cả đều nhớ kết luận nha. Tất cả các bạn nhớ đều từ kết luận nha. Đó, các bạn nhớ là từ kết luận tất cả nha các bạn. Rồi, mời các bạn sửa vô dùm thầy. Thao tác lại khoảng 3-5 lần cho máy tính cá nhân. Nhớ kết luận nha, nhớ kết luận. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục nha. Tiếp theo các bạn thấy nè, cái người ta yêu cầu bạn tính cái phần vốn phải trả là BMT nè. Đó. Rồi các bạn quan sát nha. Rồi số tiền vay là 50 triệu trả trong 2 năm, lãi suất là 0,8% một tháng, góp trong tháng đầu tiên, tiền vốn góp trong tháng đầu tiên nó là gì? BBMT. Rồi lãi suất là 0,8% một tháng. Rồi tổng kỳ thanh toán các bạn ở đây nó là gì? OBR là kỳ thanh toán thứ bao nhiêu, người ta yêu cầu kỳ đầu tiên. Rồi tổng kỳ thanh toán các bạn là 24 tháng. BV hiện tại bạn mượn vay bằng nợ là 50 triệu. Tương lai hết nợ, thời điểm thanh toán không, tại người ta không nói gì hết. Đó. Nhớ từ kết luận nha. Nội thứ hai, vay là 180 triệu trong 5 năm, lãi suất là 0,95% một tháng, tiền ta trả trong tháng cuối kỳ. Nó tiền vốn phải trả trong tháng cuối kỳ. BBMT ha. Rồi lãi suất ở đây là 0,95%. Tổng kỳ thanh OBR kỳ thanh toán thứ bao nhiêu, người ta yêu cầu tháng cuối cùng tức là tháng 60. Tổng kỳ thanh toán các bạn là 60. BV các bạn nó là 180 triệu. Rồi, tương lai các bạn hết nợ trả vào cuối tháng. Đó, thấy rõ ràng ha. Rồi BBMT nè, 0,95%. 0,95 nè. BER nè là tổng kỳ thanh toán tới bao nhiêu nè. Rồi, BNBR là tổng kỳ thanh toán. Rồi BV là số tiền hiện tại bạn có bằng vay bằng mượn bằng nợ. FV là tương lai có hoặc là trả hết nợ. Rồi thời điểm thanh toán nha. Rồi các bạn nhớ kết luận. Rồi tiếp theo câu này, tính số tiền, giả sử bạn có một khoản vay, bạn có một khoản, giả sử nha, bạn muốn mở tài khoản tiết kiệm, lãi suất là 0,3% một tháng, mỗi tháng bạn gửi vô 300.000 vào cuối tháng, tiền lãi gộp với tiền vốn sau đó một năm bạn được nhiêu, tức là số tiền tương lai bạn có là FV. Rồi lãi suất ở đây người ta cho là 0,3% một tháng, tổng kỳ thanh toán 12 tháng, BMT mỗi tháng là 300.000. Rồi BV hiện tại bạn có bằng vay bằng mượn bằng nợ. Nó không. Nó thời điểm thanh toán cuối tháng không. Nhớ kết luận nha. Nhớ kết luận.
Rồi câu 2. Giả sử mua chiếc xe máy và trả trước với giả sử bạn mua chiếc xe máy và trả trước 7 triệu đồng. Số tiền còn lại bằng gấp 24 tháng, gấp cuối tháng. Mỗi tháng gấp 1 triệu, lãi suất 0,65. Hỏi giá xe là bao nhiêu? Nó thì đây các bạn thấy rõ ràng nè, bài này rất dễ sai nha. Bài này rất dễ sai nha các bạn. Tại sao sai đây? Nó hiện tại các bạn là BV nè. Rồi bạn dùng ABS để chuyển thành số dương nha. Rồi lãi suất là 0,65%. Tổng kỳ thanh toán các bạn đây là 24 tháng. BT là 1 triệu. Rồi BV là nhiêu? FV là nhiêu? FV là nhiêu? FV là 0. Đó, tại tương lai bạn trả hết nợ mà. Rồi thời điểm thanh toán cuối tháng. Sau đó bạn mới cộng với 7 triệu ban đầu. Đó, chú ý bài này nha. Tức là bạn tính ra cái giá hiện tại, sau đó bạn cộng với số tiền mình đã trả nữa thì bạn ra được cái giá bạn mua. Đó, lưu ý cái dạng này giùm thầy nha. Rất nhiều bạn sai cái chỗ này. Nhớ phải tìm hiểu kỹ coi mình đang đánh cái đối số đó là cái gì. Đó, rồi, mời các bạn sửa giùm thầy cái phần này. Làm lại khoảng 3 4 lần và nhớ kết luận nha. 3 đến 5 lần và nhớ kết luận, nhớ kết luận. Rồi bây giờ thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn đó, đó là phần buổi 3 trong ô buổi 3 hàm đệ chính nha. Đối với câu 1 thì câu này là làm lại cái file nãy mình mới làm. Được chưa? File này làm lại nên các bạn tự làm giùm thầy. Câu số 2. Câu số 2, người ta nói gì đây các bạn? Một người gửi ngân hàng là 10.000 đô, lãi suất là 5% một năm. Trong các năm sau, mỗi năm gửi thêm 200 đô trong 10 năm, vậy đáo hạn 10 năm sau, người này có được bao nhiêu tiền? Nó tương lai là FV, lãi suất là 5% chia 12, tổng kỳ thanh toán là 120 tháng. Rồi BMT mỗi tháng gửi 200 đô chia cho 12. Tại năm bạn gửi 200 đô nha, một năm gửi 200 đô. BV là 10.000 đô. Thời điểm thanh toán không. Nó nhớ kết luận nha. Câu 2. Rồi câu 3. Câu 3 người này nói gì? Một người nào đó vay 20 triệu, lãi suất là 1% một tháng. Người vay trả số tiền không đợi cuối tháng trong 9 tháng, vậy mỗi tháng trả nhiêu tiền? ABS, BMT. Lãi suất ở đây là 1%. Tổng kỳ thanh toán 9 tháng. BV số tiền hiện tại hiện có bằng vay bằng mượn bằng nợ 20 triệu. Tương lai hết nợ thời điểm thanh toán cuối tháng. Tự kết luận nha. Câu 4. Để giả sử bạn có một kế hoạch tiết kiệm tiền hàng tháng với số tiền ban đầu là 0 và tiền gửi là đầu tháng nha, tiền gửi là đầu tháng. Để có 10 triệu sau 12 tháng, mỗi tháng bạn tiết kiệm được bao nhiêu? ABS, BMT. Số tiền hiện tại bằng số tiền bạn tiết kiệm bằng trả bằng góp bằng đầu tư gì đó. Rồi lãi suất là 0,75% một tháng, tổng kỳ thanh toán các bạn là 12 tháng. BV các bạn là 0, FV là 10 triệu. Rồi, gửi đầu tháng các bạn là số 1. Nữa nha. Đây. Lãi suất các bạn là 0,75% nè. Tổng kỳ thanh toán các bạn 12 tháng. BV số tiền hiện tại bạn có bằng vay bằng mượn nợ ban đầu bằng là 0. FV là 10 triệu. Thời điểm gửi là đầu tháng. Được chưa? Đầu tháng nha. Nên nó là số 1. Cuối tháng là số 0. Rồi câu 5. Rồi đối với câu 5 này thì các bạn thấy rõ ràng nó chia từng ý nha. Nó chia từng ý thì mình cứ làm từng ý của nó thôi. Rồi. Bài này người ta nói là một cái tài sản A của công ty X có giá là 250, thời gian khấu hao 10 năm, giá trị thanh lý là 15 triệu.
khấu hao đều 10 năm, tức là mỗi năm bao nhiêu đó. Rồi, được chưa? Người ta yêu cầu bạn tính là gì? Khấu hao đều là SLN. Nè, khấu hao mỗi năm của xe tải là bao nhiêu? Nguyên giá 250 triệu. Thanh lý 15 triệu. Thời gian khấu hao 10 năm. Nó các bạn dùng ABS để kết để chuyển thành số dương nha. Đó, ABS để chuyển thành số dương. Nhớ kết luận nha các bạn. Rồi. Cái thứ hai là khấu hao ở năm thứ ba, giảm cân đối. Giảm cân đối các bạn ở DB. Có nguyên giá 250. Thời gian. Rồi, giá thanh lý 15 triệu. Thời gian khấu hao 10 năm, kỳ tính khấu hao người ta yêu cầu năm thứ 3. Số tháng khấu hao đồng đầu tiên không nói gì, mặc định là 12. Đó, các bạn nhớ ABS để chuyển thành số hàm ABS nha, chuyển thành số dương. Nhớ là phải dùng ABS để chuyển thành số dương giùm thầy. Rồi. ABS DDB giảm cân đối kép. Rồi, 250 triệu. Thanh lý 15 triệu. Thời gian khấu hao 10 năm, kỳ tính khấu hao kỳ thứ hai, hệ số là 2,5. Tại đề bài người ta cho thôi, mình áp dụng thôi các bạn. Nè, 250 triệu, 15 triệu. Nè, 10 năm thứ hai và 2,5. Nó rõ ràng người ta cho sao thì các bạn cứ làm vậy. Rồi, đây là 5 câu của phần ôn buổi 2, ôn buổi 3 hàm tài chính nha. Mời các bạn sửa vô và nhớ mỗi câu luôn luôn kết luận nha. Luôn luôn kết luận giùm thầy. Luôn luôn kết luận nha.